Ngày 8 tháng 4, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy tại phương Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Thông tin ban đầu, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 năm 2024, tại căn nhà thuộc khu đô thị VI, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chia xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chân ma túy, bắt giữ 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gam ketamin và một số tăng vật có liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986, nhà ở khu đô thị VI, phương Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Bùi Thị Ngọc Bích, sinh năm 1988, trú tại số 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và Vũ Hoàng Cường, sinh năm 1982, chỗ ở tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật được biết trong số những người tham gia sử dụng trái phép chất ma túy có hai nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy là btnb cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hải phòng và va là cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy công an quận dương kinh thành phố hải phòng tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, theo kết quả xác minh ban đầu với những vật chứng được thu giữ trên hiện trường, lời khai ban đầu của các đối tượng có liên quan và kết quả xét nghiệm vào ngày 9 tháng 12, đối tượng dương tính với chất ma túy, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố đối với một số đối tượng về tội sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được trên hiện trường là của ai để xử lý người này về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự. Đồng thời sẽ làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, người nào tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể của người khác, đó là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể là người mua ma túy mang về cho người khác sử dụng, người chuẩn bị các dụng cụ thiết bị để sử dụng, người mời gọi lôi kéo người khác đến để sử dụng. Còn những người tạo những điều kiện vật chất thuận lợi để sử dụng sẽ được xác định là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy cho nhiều người cùng sử dụng, người có hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với không hình phạt nghiêm khắc. Nói thêm về vụ việc này, luật sư Hà Thị Khuyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết trường hợp hành vi không thỏa mãn dấu hiệu của tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy, nhưng có căn cứ cho thấy có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chân ma túy để xử lý đối với người vi phạm đối với người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt hành chính trường hợp là người nghiện thuộc trường hợp bị cai nghiện bắt buộc sẽ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật theo luật sư khuyên đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng ma túy nếu không có người sử dụng chất ma túy sẽ không thể có người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Tuy nhiên, người sử dụng chất ma túy lại không phải là người bị hại mà ngược lại trong một số trường hợp nếu thỏa mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma túy, họ còn là người phạm tội. Khách thể xâm phạm của tội danh này là tính mạng, sức khỏe, trật tự an toàn xã hội. Hậu quả của hành vi là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng sức khỏe của chính người sử dụng trái phép chất ma túy. Tối mùng 8 tháng 4, công an thành phố Hải Phòng thông tin về việc kỷ luật nữ cán bộ Bùi Thị Ngọc Bích, sinh năm 1988, công tác tại phòng cảnh sát PCCCCHCN bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân. Nữ cán bộ nêu trên bị tước danh hiệu công an nhân dân do tham gia tổ chức tiệc ma túy tại một căn biệt thự cao cấp trên địa bàn quận Hồng Bàng mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt xóa. Như đã đưa tin, đêm mùng 4 tháng 4 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố Hải Phòng đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn biệt thự sang trọng trong khu đô thị cao cấp trên địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng của vợ chồng Nguyễn Thanh Huyền, sinh năm 1986. Thời điểm này, cảnh sát ghi nhận 12 đối tượng, 7 nam, 5 nữ đang mở tiệc ma túy. Đồng thời, thu giữ tại hiện trường 0,13 gam ma túy, dạng ketamin và một số tăng vật liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng, Nguyễn Thanh Huyền, sinh năm 1986, Bùi Thị Ngọc Bích, sinh năm 1988 và Vũ Hoàng Cường, sinh năm 1982, cùng ở Hải Phòng để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài nữ cán bộ công an Bùi Thị Ngọc Bích vừa bị tạm giữ, bị tước danh hiệu công an nhân dân còn có một nữ cán bộ khác là V. A. À, công tác tại công an quận Dương Kinh được cho là có liên quan vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm đối tượng gồm 12 người tại một căn hộ trong khu đô thị cao cấp có địa chỉ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng trong số những đối tượng tham gia tiệc ma túy trên có hai nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy là bùi thị ngọc bích đang là cán bộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hải phòng và va là nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy công an quận dương kinh thành phố hải phòng theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại khu đô thị cao cấp ở phường Thượng Lý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện triệt phá ổ nhóm đang bay lắc sử dụng chất ma túy trái phép. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, đã phát hiện trong phòng đang có 12 đối tượng, gồm 7 nam và 5 nữ, trong đó có 9 người dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 0,13 gram ketamin và một số tăng vật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự với ba đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986, trú tại khu đô thị thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích, sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng. Và Vũ Hoàng Cường, sinh năm 1982, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, cùng thuộc thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Căn hộ nơi diễn ra bữa tiệc bay lắc tập thể là của Tạ Vũ Trờ, sinh năm 1978. Vợ của chủ nhà là Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã bị tạm giữ để điều tra. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy trên. Đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng xác nhận, Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 điện biên phủ phường Minh Khai quận Hồng Bàng, người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị. Trước đó như đã đưa tin, hồi 23 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 4 tại nhà của Tạ Vũ Trờ sinh năm 1978, con của một đại gia trong ngành xây dựng khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Ở một khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gram ketamin và một số tăng vật có liên quan. Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại số nhà 0608 Paris, khu đô thị cao cấp phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích, sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, và Vũ Hoàng Cường, sinh năm 1982, trú tại 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra và mở rộng. Một nguồn tin cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, trong số 5 chân dài có mặt tại tham gia bữa tiệc, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy cứu nạn cứu hộ, còn có VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy công an quận dương kinh thành phố hải phòng cũng dương tính với ma túy được biết hiện công an thành phố hải phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này